Số trẻ em Việt Nam bị thiệt mạng do đuối nước dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, khoảng 2.000 trẻ em một năm, cao gấp 10 lần so với các nước phát triển và hơn 5 lần các nước ASEAN. Để không còn trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, đưa phong trào học bơi, phòng chống đuối nước có bước phát triển tốt hơn. Cùng với đó, phụ huynh phải nâng cao hơn trách nhiệm trong việc bảo vệ, giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè. Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội, trường học tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích cho trẻ, cũng như giám sát trẻ để giảm nguy cơ dẫn đến đuối nước, qua đó tạo sự chuyển biến tốt để giảm thiểu số trẻ em bị đuối nước hàng năm ở Việt Nam. Đầu tiên là bằng mức trung bình của ASEAN, sau đó là của thế giới.